Đến năm 2030, cứ một sản phẩm bán ra, Coca-Cola sẽ thu thập một vỏ chai hoặc vỏ lon để tái chế. Dunkin' Donuts sẽ ngừng sử dụng ly xốp vào năm 2020. McDonald's và Procter & Gamble cũng đưa ra những cam kết đầy tham vọng về sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Đó là những công ty lớn nhất của Mỹ tham gia cuộc cách mạng tái chế rác thải do trang CNN Money liệt kê. Mới đây nhất thì một thương hiệu nổi tiếng khác của Mỹ là Starbucks vừa tuyên bố sẽ ngừng sử dụng ống hút nhựa vào năm 2020. Trước đó, hãng cà phê này đã cam kết đầu tư 10 triệu đô la cho các loại cốc tái chế. Đây được xem là những bước đi quan trọng trong nỗ lực phát triển bền vững của công ty. New York Times dẫn ra hai nguyên nhân thúc đẩy các công ty lớn tham gia tái chế rác thải. Đầu tiên là vấn đề lợi nhuận. Tái chế giúp cho các công ty kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng. Dù nguyên liệu tái chế không phải lúc nào cũng rẻ hơn nguyên liệu thô, nhưng có điều chắc chắn là giá của chúng thường ổn định và không biến động nhiều như nguyên liệu thô. Lợi ích thứ hai khó đong đếm hơn, đó là uy tín của công ty. Việc cam kết phát triển bền vững là một bước đi thông minh để nâng cao giá trị và uy tín của công ty trong mắt nhân viên và người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes, công cuộc tái chế rác thải không phải lúc nào cũng dễ dàng. Về phía người tiêu dùng, 1/2 số người Mỹ không thể tiếp cận với hệ thống tái chế. Nhiều người không biết cách hoặc không muốn phân loại rác tái chế. Về phía các công ty, chi phí tái chế rác thải là cả một vấn đề, bởi tái chế nhiều khi còn tốn kém hơn việc tiêu hủy. Đấy là chưa kể đa số các công ty không thể tự tái chế mà phải phụ thuộc vào các công ty tái chế rác thải chuyên nghiệp. Các chuyên gia cho rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay trong cuộc cách mạng tái chế rác thải đó là sự phối hợp giữa các bên liên quan. Nỗ lực tái chế rác thải của các công ty lớn sẽ không thể phát huy tốt hiệu quả nếu như không có sự chung tay góp sức của người tiêu dùng, của chính quyền địa phương và cả các đối thủ cạnh tranh. Phú Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Mỹ.